Xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với Hoa Lan Nhi Phong. Và trong thời gian qua thì một số câu hỏi của quý cô chú anh chị hỏi về thời tiết năm nay lạnh thì có cần nên tưới nước nhiều hay là tưới nước có cần ngắt nước hay không, với lại là cần bổ sung phân gì để cho chống chọi với thời tiết lạnh như hiện nay anh nha. Để sau nó, tại vì thời tiết nó lạnh thì sẽ xuất hiện ra một số căn bệnh vàng lá khiến anh chị phiền lòng. Thì ngay sau đây thì Hoa Lan Nhi Phong xin giải đáp cũng như là trả lời trong những ngày nha. Cuối năm như hiện tại á, thì không khí nó đã có những cái dấu hiệu lạnh rồi, thì một số chậu lan của cô chú anh chị á thì cũng sẽ có xuất hiện một hai lá vàng, thì điều đó là chuyện hết sức bình thường. Thì mùa này á, quý cô chú anh chị mình nên là tưới nước bình thường, không có tưới đẫm quá, cũng không có tưới ít tưới đi, bởi vì nếu mà anh chị hạn chế tưới á thì nó sẽ lạnh, không khí ẩm á lạnh nhiều thì nó sẽ mau khô cái giá thể mình lắm. Với lại nếu mà anh chị tưới nhiều nước quá thì nó dễ gây ra tình trạng là thùng đầu rễ với lại là thối nhũng thành nha. Cứ tưới nước bình thường, sáng chiều như bình thường. Và khi mà cô chú anh chị tưới phân á thì quý cô chú anh chị mình mùa này anh chị đừng có dùng một cái loại phân mà đạm cao. Anh chị nên bổ sung phân lân với kali cao, để làm sao để cho nó lân với kali cao á là chỉ số là B với K anh chị, ở trên phân NPK nó sẽ ba chỉ số NPK, thì N là đạm, còn B với K là lân với kali. Anh chị bổ sung lân với kali cao hơn để giúp cho cái cây mình giống như một áo giáp để bảo vệ khỏi mùa lạnh, để chống những cái hiện tượng bị vàng lá. Ngoài ra nữa thì quý cô chú anh chị mình có thể sử dụng một số cái phân bón dạng mà giống như là đồng hoặc kẽm thôi, giống như là anh chị có thể sử dụng nano đồng hoặc là anh chị sử dụng manco dép để thêm một cái áo giáp bảo vệ những cái lá, những cái thân bộ rễ của mình anh chị ha. Thì lân và kali cao thì anh chị có thể sử dụng 6-30-30 hoặc 6-32-32 hoặc là 6-32-32. Thì một số cô chú anh chị sợ tại vì đó là những cái dòng lân và kali cao, thường thường anh chị cứ nghĩ là việc kích hoa mới sử dụng lân kali cao, thì đối với những ảnh nó sẽ ảnh hưởng tới cây con, nhưng mà không nha anh chị ha. Thì đối với cây nào mà nó có đủ chất đủ thể trạng thì sẽ ra hoa, còn nếu mà cây nào cây con còn phát triển thì nó sẽ tập trung ra rễ và phát triển thân lá là hết sức bình thường, nó không ảnh hưởng gì khó khăn hay là thắc mắc trong quá trình trồng và chăm sóc lan trong mùa lạnh này, và đặc biệt là giai đoạn gần Tết, thì rất mong quý cô chú anh chị sẽ đặt một số câu hỏi để Hoa Lan Nhi Phong có cơ hội làm video để trả lời cụ thể cùng quý anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi, cảm ơn vì đã lựa chọn Hoa Lan Nhi Phong trong rất nhiều sự lựa chọn. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.